Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Ukraine thiếu nhân lực nghiêm trọng, nữ giới phải làm việc nặng nhọc. Do thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực như lái xe, cơ khí và làm đường, chính phủ Ukraine đã khởi động một chương trình đào tạo nữ giới, đảm nhận các công việc vốn thường do nam giới cáng đáng. Nữ giới được đào tạo miễn phí tại các cơ sở giáo dục hoặc trực tiếp với nhà tuyển dụng nghề nghiệp mà họ đã chọn. Julia Kumina là một trong số nhiều phụ nữ gia nhập ngành lao động liên quan đến dịch vụ thiết yếu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Theo một trang web của chính phủ Ukraine, từ tháng 1 đến tháng 5, số lượng nữ giới học đào tạo nghề như Kumina đã tăng 75% lên gần 17.000 người. Nhưng phụ nữ Ukraine vẫn phải đấu tranh với các nhà tuyển dụng và thậm chí cả các thành viên gia đình không phải lúc nào cũng ủng hộ việc nữ giới đảm nhận các công việc truyền thống của nam giới. Kumina đã không lạ lẫm với những công việc khó khăn, cô đã phục vụ trong quân đội Ukraine 2 năm. Kumina nhập ngũ năm 2020, trước đó cô là nhân viên văn phòng, từng học kế toán. Sau đó, cô trở thành lính ném lựu đạn tại tiểu đoàn Donbass. Nhưng ngay khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, chỉ huy của Kumina đã giải tán đơn vị do thiếu nguồn lực. Vào tháng 5, cô quyết định làm việc trong ngành điện địa phương. Kumina đề cập đến các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Vào tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn một nửa sản lượng điện của Ukraine. Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga để làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow. Cuộc xung đột đã bước vào năm thứ hai và tạo ra nhu cầu lớn về lao động tại Ukraine. Hàng chục nghìn người đã tình nguyện nhập ngũ. Bên cạnh đó, theo Eurostat, tính đến tháng 11, đã có tới 650.000 nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự rời Ukraine đến các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Na Uy. Liên Hợp Quốc ước tính rằng, đến cuối năm 2023, khoảng 6,3 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã rời Ukraine để tị nạn và 3,7 triệu người phải di rời trong nước, tạo ra khoảng trống lớn về lao động trẻ, có tay nghề cao. Kumina là một trong hai nhân viên nữ tại nhà máy điện của cô, nhưng là một trong số nhiều phụ nữ đang nỗ lực để lấp đầy khoảng trống đối với công việc lao động chân tay. Tờ Kiev Independent ngày 12 tháng 8 dẫn lời người phát ngôn nhóm hoạt động chiến lược Tavria của Ukraine, ông Dmytro Likovy cho biết, Nga đã điều động một số đơn vị từ nhiều hướng ở Ukraine, bao gồm cả miền nam Ukraine, để tăng cường khả năng phòng thủ ở khu vực Kursk. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Likovy nói, Nga đang tái triển khai các đơn vị không chỉ tới khu vực Kursk, nơi có những lỗ hổng trong phòng thủ, mà còn tới các hướng khác. Ông Likovy nói thêm, quân đội Ukraine cần thời gian để tìm hiểu ý định của Moscow vì khi lực lượng Nga bắt đầu rút về hướng Kursk, các hoạt động ở khu vực bờ trái sông Dnipro đã gia tăng mạnh mẽ. Sau khi phát động cuộc tấn công vào ngày 6 tháng 8, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky báo cáo lực lượng Ukraine đang kiểm soát khoảng 1.000 km2 ở Kursk. Theo ông Likovy, lần tấn công của quân đội Nga ở khu vực Tavria ít hơn 10 lần so với khu vực Bobrovsk. Nhưng điều này không có nghĩa là tạm lắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, vào cuối tháng 7 khi lực lượng Nga tập trung nhiều nguồn lực hơn vào Donetsk, tình hình gần Pokrovsk vẫn cực kỳ phức tạp. Ngày 12 tháng 8, ông Zelensky mô tả hoạt động quân sự của Kiev tại Kursk là một thảm họa đối với chiến dịch quân sự chống lại Ukraine. Hoạt động của chúng tôi nhằm mục đích an ninh đẩy quân đội Nga khỏi biên giới Ukraine. Tôi đã giao nhiệm vụ cho các quan chức và nhà ngoại giao đưa ra danh sách hành động cần thiết để Kiev đề nghị các đối tác sử dụng vũ khí tầm xa bảo vệ lãnh thổ Ukraine, ông Zelensky tuyên bố. Bộ Quốc phòng Nga cho biết một xe tăng Ukraine đã bị phá hủy ở biên giới Nga, nhưng không nói rõ thời điểm và địa điểm chính xác chiếc xe tăng bị phá hủy. Giới chức cho biết, xe tăng đã bị tiêu diệt bằng đạn pháo Lancet. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, một chiếc xe tăng dường như thuộc nhóm tác chiến Ukraine đang di chuyển trên đường và nhắm vào một mục tiêu không xác định. Một chiếc xe bọc thép khác cũng xuất hiện ở gần đó. Cả hai chiếc xe tăng đều có ký hiệu hình tam giác, ký hiệu chiến thuật liên quan đến lực lượng Ukraine tấn công vùng Kursk. Sau đó, chiếc xe tăng này bị một thiết bị bay không người lái bắn trúng từ phía sau vào khoang động cơ và bốc cháy. Chiếc xe tăng bị nhấn chìm trong biển lửa, sau đó nó phát nổ, dường như là vụ nổ do đạn dược. Sau khi lăn bánh được khoảng chục mét trên đường, chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, chiếc xe tăng này là T-80, sản xuất cuối thời Liên Xô, trang bị pháo 125mm, được cả Ukraine và Nga sử dụng.
Trong một bài đăng về cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, bộ này cũng đưa tin rằng lực lượng Nga đã tiêu diệt 5 chiếc xe bọc thép khác và khoảng 20 binh sĩ của Ukraine. Hôm 6 tháng 8, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Kursk trong cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất vào khu vực biên giới của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Moscow đã cáo buộc Kiev khiêu khích và tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường. Trong khi đó, giới chức Ukraine tiết lộ mục đích của cuộc tấn công là để gieo rắc nỗi sợ hãi cho Nga và giành được vị thế vững chắc hơn trong các cuộc đàm phán. Trong khi các phương tiện truyền thông cho rằng lực lượng Kiev ban đầu đã đạt được một số thành quả, quân đội Nga sau đó tuyên bố cuộc tấn công đã bị dừng lại và quân tiếp viện đã bắt đầu đến khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất 1.120 binh sĩ và 140 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk. Theo trang The Guardian Anh, một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine cho hay đang ở thế tấn công. Vị quan chức này nói rằng mục đích của Ukraine kéo giãn vị trí của đối phương gây ra tổn thất tối đa cho Nga. Ông cho biết quân đội Ukraine đã tiến vào Kursk vài km, buộc quân đội Nga phải nhanh chóng đưa quân dự bị và vũ khí bổ sung vào khu vực. Nga đã sơ tán hàng chục nghìn dân thường khỏi khu vực này và Ukraine cũng đã sơ tán hàng nghìn người khỏi khu vực Sumy qua biên giới. Sau nhiều ngày im lặng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên thừa nhận cuộc tấn công hôm 10 tháng 8, nói rằng Kiev đang đẩy cuộc chiến ra phía lãnh thổ của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ vừa ngăn chặn một cuộc tấn công mới nhằm vào căn cứ hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Theo đài RT, một nhóm tàu mặt nước không người lái USV đã bị quân đội Nga phát hiện khi đang tiếp cận căn cứ của hạm đội Biển Đen hôm 9 tháng 8. Cảnh quay từ camera do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các USV đã bị phá hủy ngay sau đó. Các hệ thống hỏa lực đang làm nhiệm vụ đã phá hủy 7 tàu không người lái ở Biển Đen, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhưng không giải thích gì thêm. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết vào cùng ngày, một nhóm biệt kích Ukraine đã cố gắng đổ bộ vào mũi bán đảo Kimbol nhìn ra cửa sông Dnieper ở vùng Kherson. Theo cơ quan này, lực lượng Ukraine di chuyển trên 4 chiếc thuyền đã tiếp cận Kimbol Spit. Trong đó, hỏa lực từ 2 chiếc thuyền đã yểm trợ một nhóm binh lính xông lên bờ. Tuy vậy, phía Nga tuyên bố nhóm này đã chịu thiệt hại bởi bãi mìn ở trên bờ và các lực lượng khác, sau đó phải rút lui, mất 2 chiếc thuyền và 1 tên lửa chống tăng. Theo Moscow, những người này là thành viên trung tâm tác chiến đặc biệt hàng hải của Hải quân Ukraine, có trụ sở tại Odessa. Trước đó, lực lượng Kiev đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Sevastopol và cầu Crimea, cũng như các cuộc đột kích vào Kinburn và mũi Tarankut. Cũng trong ngày 9 tháng 8, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm tên lửa Stinger, đạn pháo và hệ thống chống thiết giáp. Theo Reuters, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết trong một cuộc họp báo rằng đây là đợt cung cấp thiết bị lần thứ 10 cho Ukraine từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký lệnh bổ sung an ninh quốc gia vào tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!